Thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cập nhật từ 18 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến 18 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021, Tây Ninh ghi nhận 50 ca dương tính với SARS-CoV-2, tăng 33 ca so với ngày 1 tháng 10. Phân theo yếu tố dịch tễ, test dương sàng lọc 24 ca, F1 truy vết 5 ca, cách ly tập trung và nhập cảnh 21 ca. Phân theo nơi cư trú, ngoài tỉnh 2 ca, thị xã Tráng Bàng 16 ca, tăng 13 ca trong đó An Hòa 1 ca, An Tịnh 9 ca, Gia Bình 1 ca, Gia Lộc 1 ca, Phường Trảng Bàng 4 ca, huyện Tân Châu 9 ca, Tăng 7, trong đó Tân Hiệp 2 ca, Tân Hội 5 ca, Tân Phú 1 ca, Tân Thành 1 ca, huyện Gò Dầu 7 ca, Tăng 5, địa chỉ ở Thanh Phước, huyện Bến Cầu 5 ca, Tăng 3, trong đó Long Giang 2 ca, Long Phước 3 ca, thị xã Hòa Thành 4 ca, Tăng 1, trong đó Phường Long Hoa 2 ca, Long Thành Bắc 2 ca, thành phố Tây Ninh 4 ca, tăng 4, trong đó phường 3 1 ca, Thành Tân 1 ca, Ninh Sơn 1 ca, phường 2 1 ca, huyện Châu Thành 3 ca, tăng 1, địa chỉ xã biên giới. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID-19 là 8.925 ca, đang điều trị 880 ca, đã điều trị khỏi xuất viện 7.913 ca, trong đó ngày 2 tháng 10 là 83 ca. Số ca tử vong 132 ca, ngày 2 tháng 10 không có ca tử vong vùng phong tỏa. Tính đến ngày 2 tháng 10 năm 2021, tỉnh đã thiết lập 762 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 129 vùng, 633 vùng đã kết thúc phong tỏa. Tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 1.922 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 2.961 người. Tiêm vaccine, tổng số vaccine tỉnh được Bộ Y tế phân bổ đến ngày 2 tháng 10 năm 2021 là 476.440 liều, đã tiêm được 465.881 liều, trong đó mũi 1 là 402.993 liều, mũi 2 là 62.888 liều. Tình hình an ninh trật tự trong thực hiện giãn cách của các địa phương. Trong ngày 2 tháng 10, lực lượng công an các cấp đã tuần tra kiểm soát việc chấp hành giãn cách trên địa bàn tỉnh, đã lập biên bản hai trường hợp vi phạm. Từ khi thực hiện chỉ thị 16, tổng cộng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính là 9.520 trường hợp. Thực hiện chính sách theo nghị quyết 68, trong ngày 2 tháng 10, các địa phương đã chi hỗ trợ 1.058 người với số tiền 1.624.500.000 đồng. Từ khi thực hiện chính sách đến ngày 2 tháng 10 năm 2021, các địa phương đã chi hỗ trợ tổng cộng 50.247 người với số tiền 76.615.810.000 đồng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe thông tin. Quý vị hãy quét mã QR góc dưới màn hình khi xem kênh truyền hình Tây Ninh TTV11 hoặc truy cập địa chỉ www.ttv11.com.vn để nhận thông tin nhanh chóng chính xác về tình hình dịch bệnh. Đừng quên đăng ký kênh Tây Ninh TV Audio để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thân mến, chào tạm biệt.